Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng bước chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Video ngày hôm nay em xin giới thiệu tới mọi người combo bộ ba sản phẩm dàn lạnh trước sau của xe Ford Transit V348 từ đời 2014 đến 2017. Đây chỉ, uh, chính là ba dàn sưởi của nó. Ba dòng sản phẩm ngày hôm nay là đều là hàng liên doanh cao cấp. Uh, Phía tay em đang cầm đó chính là cái dàn lạnh phía trước của uh, nó này. Dàn lạnh này là dùng uh, cũng dùng van vuông, dàn sau cũng dùng van vuông. Nói chung là ba uh, dàn này thì đều là dùng van vuông hết. Uh, sản phẩm này được uh, sản xuất bởi công ty HB, HBS rất là nổi tiếng tại Trung Quốc rồi ạ. Với cái mã này là mã mã đặt nên anh em hoàn toàn có thể yên tâm về chất lượng cũng như độ lạnh của nó. Đây, đây uh, em đang quay cho anh em nhìn đó chính là cái À, giàn, giàn lạnh trước đấy, đó một đầu con này. Đây à, vì là cái xe for Transit là nó là 16 chỗ nên để cho đủ độ lạnh của cái dòng xe đấy thì nó à, sẽ bao gồm là ba ba giàn lạnh để tản nhiệt cho cái khoang xe nó vừa đủ và độ lạnh nó sâu. Cái giàn lạnh sau của nó đây nhá anh em nhé đây là giàn lạnh sau này. Đấy. đây còn đây đây cũng là cái chỗ chúng ta bắt van tiết lưu này đó đây. đây cũng là cái dàn sau tiếp này cái dàn sau này anh em nhìn nó rất là dài tương đương nói chung là cái dàn này đó là dàn đúc hơn nữa nó dài như thế này thì phải nói là cái độ lạnh của nó thì cực kỳ chuẩn luôn đấy ạ đó Vừa rồi thì em có vừa giới thiệu sơ qua tới anh em bộ ba sản phẩm dàn uh, lạnh của xe Ford Transit 2014 đến 2017. Anh em quan tâm tìm hiểu tư vấn về sản phẩm hãy liên hệ với em theo số 0769086333, kiểm tra hỗ trợ lắp đặt thay thế tại gara Auto BMT số 1 ngõ 319 Tam Trinh, số liên hệ là 0856727222. Em xin cảm ơn, hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.